vị, bệnh chàm hay còn gọi là bệnh viêm da, tên khoa học còn gọi là eczema, là một bệnh lý ngoài da khá phổ biến ở Việt Nam và cả trên thế giới. Căn bệnh này tuy không gây nguy hiểm đến tính mạng con người, nhưng lại có ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, chất lượng cuộc sống và nhất là vẻ đẹp thẩm mỹ của người bệnh. Hôm nay thì Thanh Hải xin mời quý vị cùng gặp gỡ bác sĩ Kahin, khoa da liễu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng để chúng ta cùng tìm hiểu về căn bệnh này. Vâng, thưa bác sĩ Kahin, như vậy thì nguyên nhân nào dẫn đến bệnh chàm và bệnh chàm có những cái triệu chứng đặc trưng như thế nào ạ? Nó thường xảy ra trên một cơ địa người đặc biệt, và bệnh chàm muốn xảy ra thì cần phải có hai điều kiện. Thứ nhất đó là cơ địa dị ứng, và thứ hai là dị ứng nguyên. Cơ địa dị ứng đó là những người mà họ bị suyễn, bị viêm mũi dị ứng, bị mày đay, hoặc những người có các chức năng gan ruột kém, những người bị suy thận, những người thiếu các cái nhóm vitamin trong cơ thể, vân vân. Thứ hai này là dị ứng nguyên, thì gồm các yếu tố bên trong và bên ngoài. Bên trong và bên ngoài đây tức là trong cơ thể với ngoài cơ thể. Ngoài cơ thể thì các yếu tố về hóa học này, vật lý, vi khuẩn, ký sinh trùng và các cái thảo mộc mình tiếp xúc hàng ngày. Còn yếu tố bên trong thì có thể là nội tiết tố, có thể là thuốc men mình uống vào, thức ăn, đó là nguyên nhân của bệnh chàm. Còn cái triệu chứng của bệnh chàm á, thì thường trên cơ thể của một người bình thường sẽ nổi các cái giát hoặc là các cái mảng hồng ban, mà nó có thể có giới hạn rõ, cũng có thể là không rõ. Từng giai đoạn cụ thể, ví dụ hồng ban ấy, giai đoạn hồng ban thì cái đặc điểm chính của nó sẽ có ngứa, có cái nổi các cái nốt hồng ban, mà đặc điểm hồng ban này là nó sẩn, nó hơi phù nề trên. Và khi sờ thì cảm giác nhám, có các cái hạt nhỏ li ti, mắt thường mình không nhìn thấy được. Rồi sau đó chuẩn bị giai đoạn thứ hai là mụn nước, thì mụn nước này đặc điểm là mụn nước nông và trong. Thứ ba là các cái mụn nước là nó có thể khô tự nhiên, hoặc là dưới tác động của cào gãi của bệnh nhân thì nó rỉ các dịch vàng ra, sau đó nó đóng vẩy và chuẩn bị giai đoạn tiếp theo. Còn cái hiện tượng dày da thì thường không phải bệnh nhân nào cũng gặp. Bệnh nhân mà bị chàm lâu năm dưới tác động cào gãi nhiều sẽ tạo ra các vết dày da. Dày da có cái màu xám nâu và trên cái bề mặt của nó có các đường ngang dọc tạo thành các ô vuông, thì gọi là hiện tượng lichen hóa, gặp ở những người bị chàm lâu năm. Như vậy thì thưa bác sĩ, bệnh chàm có thể chữa khỏi hoàn toàn được không? Và hiện nay thì bệnh chàm được điều trị như thế nào? Cách điều trị hiện nay thì thường chỉ là điều trị triệu chứng thôi. Mà cái quan trọng nhất, nguyên tắc của điều trị bệnh chàm đó là mình cần phải tìm ra được cái dị ứng nguyên. Dị ứng nguyên tức là từng người nó sẽ phù hợp với các dị ứng nguyên khác nhau. Thứ hai là không có thoa nhiều loại thuốc trên vùng da của mình, trên vùng da bị bệnh đó. Tại vì trong các loại thuốc mình thoa thì có thể chính cái thuốc đó là cái dị ứng nguyên. Và thứ ba là tại vì chàm là một cái hiện tượng viêm nên nó đỏ ngoài da, thì có thể dùng các cái corticoid bôi tại chỗ. Và thứ hai nữa là điều trị tại chỗ thông thường á, tùy giai đoạn của bệnh. Giai đoạn đó là cấp hay là bán cấp mãn tính mà dùng các cái loại thuốc điều trị khác nhau. Và thường toàn thân á, thì ngứa thì mình dùng thuốc kháng ngứa thôi, tại vì điều trị triệu chứng mà. Nếu mà có nhiễm trùng á, thì dùng kháng sinh toàn thân, hoặc là cấp thì dùng corticoid uống ngắn ngày. Khi phát hiện mình bị bệnh chàm thì nên đến khám tại cơ sở y tế. Rồi thứ hai là không có tự ý đến các cái quầy thuốc tây rồi mua các cái thuốc bôi, hoặc có thể làm nặng thêm tình trạng bệnh của bệnh nhân. Còn đối với những bệnh nhân mà họ biết mình bị chàm rồi mà đang điều trị bệnh chàm á, thì lời khuyên của bệnh nhân, của bác sĩ tốt nhất là không có cào gãi nhiều. Thứ nhất là không cào gãi nhiều, mình nên dùng thuốc để nó giảm bớt cơn ngứa đi. Tại vì động tác cào gãi như đã nói đó, sau này về lâu về dài sẽ dẫn đến cái hiện tượng lichen hóa thì rất thẩm mỹ về mặt da. Và thứ hai là nó tạo ra cái vùng da nó sẩn lên thì thuốc bôi nó cũng ít thấm mà ít tác dụng. Với lại mình biết cơ địa bị bệnh chàm á, khi mà bị một cái bệnh khác, ví dụ như bị sốt, bị ho hay là viêm mũi gì đó, thì cũng không nên tùy tiện đi mua thuốc ở ngoài uống, mà nên đến khám tại cơ sở y tế. Thì khi đó có đơn thuốc rõ ràng thì mình có thể sau này lỡ mà dị ứng thuốc thì biết được cái tên thuốc đó để mình tránh, sau này không có lặp lại. Cái này là bệnh lành tính, không phải là cái bệnh mà nó có nhiều người còn nghĩ là mình bị ung thư da nữa, thì không phải nữa, thì có thể yên tâm về mặt tâm lý. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Kahin rất là nhiều ạ. Thưa quý vị, trên đây thì bác sĩ Kahin vừa chia sẻ với chúng ta về cách phòng và điều trị bệnh chàm, một căn bệnh mãn tính với nguyên nhân rất là phức tạp và đa dạng. Và việc điều trị căn bệnh này đòi hỏi người bệnh phải kiên trì trong một thời gian dài với những chỉ định của bác sĩ. Hy vọng rằng một sức khỏe cho ngày mới hôm nay, chúng tôi đã mang đến cho quý vị những thông tin hữu ích để quý vị có thể bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các tiết mục tuần sau. Chụp ảnh cưới là khâu quan trọng cho một đám cưới hoàn hảo.
bởi nó ghi lại thời khắc đẹp nhất trong mỗi đời người, đánh dấu một sự kiện đáng nhớ, một bước ngoặt lớn của đôi uyên ương. Ngày nay, cùng với xu thế hội nhập và nhu cầu ngày càng cao của mọi người, ánh cưới có rất nhiều phong cách và sự lựa chọn khác nhau, phù hợp với ý thích và túi tiền dành cho mỗi cặp đôi.